Liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, năm 2018, giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, thể hiện tầm quan trọng của một trong những ngành hàng chủ lực phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung. Nằm trong chuỗi hoạt động trước hội nghị triển khai kế hoạch xuất khẩu và phát triển ngành hàng cá tra năm 2019, sáng nay, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã có chuyến khảo sát đến một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu khu vực, trong đó có nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Cũng trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia IDI trực thuộc tập đoàn Sao Mai cán đích với tổng doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017. Góp công lớn đưa tập đoàn Sao Mai đạt mức lãi kỷ lục gần 1.160 tỷ đồng, gấp gần 7 lần năm 2017. Hiện khu công nghiệp Sao Mai là tập hợp các nhà máy ứng dụng công nghệ cao, được sắp xếp dựa theo quy trình khép kín của chuỗi sản xuất con cá tra, gồm nhiều dòng sản phẩm như phi lê cá tra, bột cá, mỡ cá, thức ăn thủy sản. Đặc biệt, dòng sản phẩm dầu ăn cao cấp Jenny là sản phẩm đột phá mang giá trị gia tăng cao cho con cá tra truyền thống, đang được người tiêu dùng và thị trường đón nhận. Sao Mai đã lựa chọn cái lĩnh vực chuỗi giá trị trong cái con cá tra để làm một trong những cái mũi kinh doanh sản xuất đột phá. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái sự lựa chọn rất đúng. Chính chúng ta đang đi rất đúng là chúng ta đã đột phá vào cái công thức ăn với cái công suất là 400.000 tấn, kể cả cho cá con, thế rồi là cá nhỡ và cá bụng cá lớn, với dự kiến những cái dự án mới, kể cả về giống, kể cả về tổ chức thêm về những cái sản phẩm mở rộng ví dụ dầu cá, thì rất mong là Sao Mai sẽ đạt được cái mục tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng hy vọng các công ty tập đoàn lớn với tiềm lực sẵn có của mình cũng sẽ quan tâm hơn đến lúa gạo, một trong những sản phẩm biểu trưng của khu vực và cả nước, đẩy mạnh nghiên cứu, tìm ra những dư địa phát triển mới của ngành hàng đặc trưng này.